Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin đào tạo tướng Hoa Kỳ dần chuẩn bị, vây Bắc Kinh chuẩn tướng đếm ngày về. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, những người Việt Nam đã sống và học tập cũng như trưởng thành rất nhiều ở nước ngoài. Và đặc biệt tại Hoa Kỳ thì tướng Hải quân Hoa Kỳ, ông Nguyễn Từ Huấn là người được gốc Việt đầu tiên được tăng hàm Phó Đề Đốc hôm 10 tháng 10 năm 2019 tại thủ đô Washington về Hải quân. Và với vinh dự này thì những báo chí quốc tế đã đăng tải rất nhiều, nhưng trong nước thì vẫn giấu giếm người dân những thông tin rất quan trọng này. Và chúng tôi xin chia sẻ thông tin để các bạn được biết. Đây là hình ảnh Đại tá Từ Huấn tuyên thệ tại lễ nhậm quân hàm Phó Đề Đốc Hải quân Hoa Kỳ hôm 10 tháng 10 năm 2019. Phó Đề Đốc Từ Huấn, người Việt đầu tiên đeo quân hàm cấp tướng trong Hải quân Mỹ. Tân Đề Đốc Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt Nguyễn Từ Huấn phát biểu tại lễ thăng quan hôm 10 tháng 10 năm 2019 ở thủ đô Washington rằng ông rất hân hạnh được phục vụ quốc gia Hoa Kỳ, và đồng thời trong dịp này đơn vị ông nhắc lại tội ác của Cộng sản Việt Nam đã gây tang thương cho gia đình ông trong hơn 50 năm trước đây. Tại buổi lễ, Đề đốc Thomas Moore, tư lệnh Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Hoa Kỳ phát biểu: "Hôm nay chúng tôi sẽ chào đón sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được phong hàm cấp tướng, và đó là sự kiện quan trọng." Và tiêu đề bài báo này đã được đăng tải ở quốc tế, rất nhiều những chia sẻ và chúc mừng ông trong thời gian đó đã được đưa ra. Và tướng Huấn cũng chia sẻ sự biết ơn đối với nước Mỹ tự do và dân chủ đã cưu mang và tạo điều kiện cho ông được như ngày hôm nay. Và đây là chia sẻ của ông. Hình ảnh Phó Đô đốc Thomas Moore bên phải trao quyết định thăng hàm Phó Đề Đốc cho Đại tá Nguyễn Từ Huấn hôm 10 tháng 10 năm 2019. Đây là ảnh của Hải quân Hoa Kỳ. Trong buổi lễ với sự hiện diện của gia đình, thân hữu, các đồng nghiệp tham dự, ông Từ Huấn nói: "Đây là một niềm vinh dự lớn, tôi vô cùng hân hạnh để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đeo trên mình quân hàm cấp tướng trong Hải quân Hoa Kỳ. Danh dự này thực sự thuộc về cộng đồng người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt, những người đã truyền cho chúng tôi ý thức về lòng yêu nước, nghĩa vụ, danh dự, lòng can đảm và sự dốc lòng đối với đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng tôi. Những giá trị này đã truyền cảm hứng cho tôi để phục vụ, và đây là niềm vinh dự được phục vụ Hải quân Hoa Kỳ, phục vụ đất nước của chúng ta để hỗ trợ và bảo vệ hiến pháp của chúng ta. Đây là nước Mỹ của chúng tôi, một đất nước được xây dựng dựa trên sự phụng sự, lòng nhân hậu và sự hào phóng, cơ hội và sự tự do và những ước mơ." Đây là chia sẻ của ông. Và Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn vừa là một nhân chứng cũng là một nạn nhân cho cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn khi miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản đã tấn công vào miền Nam theo chế độ tự do và dân chủ lúc đó. Và ông chia sẻ thêm như sau. Đây là tân Phó Đô đốc Nguyễn Từ Huấn, năm nay 60 tuổi, được Hải quân Mỹ nhắc lại như là một nhân chứng trong cảnh tang thương của gia đình ông khi biệt kích Cộng sản Việt Nam vào năm 1968 đã sát hại 7 thành viên trong gia đình tại Sài Gòn vì cha ông, Đại tá Nguyễn Tuấn của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, không đáp ứng yêu cầu của đội biệt kích ở Việt Nam, miền Bắc Việt Nam. Trong một thông cáo phát đi sau buổi lễ trao quân hàm, Hải quân Hoa Kỳ nhấn mạnh ông Nguyễn Từ Huấn chính là đứa con trai duy nhất sống sót trong vụ thảm sát được nhiều người biết đến hồi Tết Mậu Thân năm 1968 ở Sài Gòn. Truyền thông quốc tế cho biết biệt kích Cộng sản Nguyễn Văn Lém, còn gọi là Bảy Lốp, là người thực hiện vụ ám sát dẫn đến sự việc tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem, đây là bức ảnh rất nổi tiếng và rất quan trọng trong cuộc chiến Bắc Nam huynh đệ tương tàn tại Việt Nam. Và hình tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình Bảy Lốp, tên thật là Nguyễn Văn Lém, trên đường phố Sài Gòn vào năm 1968. Và bức ảnh này đã gây rung động toàn thế giới vì cái sự dã man của cuộc chiến cũng như những nỗi căm thù của những người dân Việt Nam với nhau. Và điều đó đã làm tổn hại rất lớn và làm chết hàng triệu sinh mạng người Việt Nam trong cuộc chiến đó. Ông Nguyễn Tú, chú của Huấn, ông Huấn chia sẻ những giây phút hãi hùng trong cuộc chiến do chủ nghĩa cộng sản gây ra ở miền Nam vào thời gian đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ảnh đám tang ở bố mẹ người thân của Phó Đề Đốc Đại tá Nguyễn Từ Huấn bị biệt động Sài Gòn giết chết vào năm 1968. Và đây là những cái hòm, là 7 chiếc hòm. Ông Nguyễn Tú, chú của ông Huấn, người có mặt tại lễ thăng quân hàm, chia sẻ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về những tội ác của đội biệt động Cộng sản khi cha mẹ, các anh chị em của ông Huấn đều bị giết hại. Khi ấy ông Huấn mới 9 tuổi. Ông Tú nói: "Đó là một sự rùng rợn, quá ác độc, không thể nào tưởng tượng được. Họ đã đưa sự ác độc đến cho cùng một gia đình trong dịp mà tất cả mọi người đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc trong những ngày cuối năm cũ đầu năm mới. Đây là Tết Mậu Thân năm 1968 và rất nhiều người ở miền Nam Việt Nam đã bị chết dưới cái việc hạ sát của quân đội miền Bắc. Và một nhân chứng khác là ông Cao Hồng Lê đã tả lại chi tiết cái chết của gia đình, bố mẹ và người thân của phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn đã bị Cộng sản giết chết vào năm 1968. Và đây là hình ảnh những cái vụ đánh bom thời gian đó đã diễn ra ở miền Nam rất nhiều và đã giết chết rất nhiều người. Và bây giờ khi thế giới có thể lên án là gọi là khủng bố. Đây là hình ảnh Cộng sản đánh bom Sài Gòn vào năm 1968 đã giết nhiều người thường dân. Ông Cao Hồng Lê chia sẻ thêm về sự việc đã diễn ra đối với gia đình ông phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn khi đó như sau. Sau khi đến thăm một số nhà binh sĩ có người bị Việt Cộng giết, nhiều xác người chưa được mang đi, còn quằn tại chỗ, tướng Loan nói ông có người bạn cùng khóa là đại tá Tuấn, binh chủng thiết giáp đã giải ngũ nhưng không có nhà riêng ngoài thành phố, nên cả gia đình vẫn ở trong trại gia binh này. Ông bảo ông trung úy thiết giáp đưa ông đến nhà đại tá Tuấn. Tôi đi theo đến một hầm trú ẩn. Hầm này vốn là một chiếc xe M113 đã phế thải. Đại tá Tuấn xin về đặt bên cạnh nhà, đắp thêm bao cát bên ngoài cho vợ con ông làm hầm tránh pháo kích của Việt Cộng. Khi mở cửa hầm ra thì tôi duỗi tóc gáy trước cảnh tôi nhìn thấy cả gia đình đại tá Tuấn vẫn còn nằm trong hầm, máu ngập cao cả chục phân tay, kín cả cái sàn xe thiết giáp phế thải. Trong vũng máu là 8 xác chết, đủ cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, người nào cũng bị giết rất dã man. Và cả đến những đứa cháu ngoại mới 3 tuổi của đại tá Tuấn về ăn Tết với ông ngoại cũng bị giết chết. Tướng Nguyễn Ngọc Loan đứng nhìn thảm cảnh, ông lặng người không nói được lời nào, rồi ông đứng nghiêm, giơ tay chào vĩnh biệt gia đình đại tá Tuấn. Và các bạn thấy cái cuộc chiến đã rùng rợn và ghê rợn như thế nào tại Việt Nam mà đã đem lại hậu quả rất tai hại. Và cuối cùng là chỉ có người Việt Nam mới gánh chịu cái điều này. Và hy vọng thời gian tới chúng ta có thể tránh được điều đó. Khi chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam vẫn đang còn tồn tại thì điều đó cần phải rất cẩn trọng. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị thăng cấp phó đề đốc cho ông Huấn vào hôm 5 tháng 6 năm 2019. Và đây là hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn kiện tại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Sau biến cố 1968, ông Huấn được người chú nuôi dưỡng và đến khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, ông tị nạn sang Hoa Kỳ theo thông báo của Hải quân Mỹ. Phó đề đốc Huấn hiện đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ. Nhiệm vụ của ông là tham mưu phó Bộ Tư lệnh Hải quân đặc trách an ninh mạng. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, ông Huấn được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị thăng cấp phó đề đốc và được Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Ông Huấn là sĩ quan gốc Việt đầu tiên mang cấp phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ và là người Việt thứ tư mang cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Trước đó có thiếu tướng Lương Xuân Việt thuộc lực lượng lục quân Hoa Kỳ. Và thiếu tướng lục quân Lương Xuân Việt chia sẻ thêm về việc ngày càng có nhiều tướng Mỹ là người gốc Việt như sau. Và đây là hình ảnh của một vị tướng khác, hình ảnh tướng lục quân Mỹ Lương Xuân Việt. Thiếu tướng Lương Xuân Việt chia sẻ với tình cảm của ông với đài truyền hình và phát thanh tiếng Hoa Kỳ về việc ngày càng có thêm nhiều người tướng lĩnh Việt, gốc Việt trong binh chủng của quân đội Mỹ. Tôi rất hãnh diện, tôi cũng đã trải qua những thử thách như thế này, nhưng không dễ chịu chút nào để thành tên và thành công như vậy. Chỉ có chừng 2% đại tá được thăng lên cấp tướng. Tôi đi trước và nhận biết được điều này. Những điều đặc biệt này chỉ xảy ra trên nước Mỹ này thôi, một nước không những cường mạnh mà còn tự do và dân chủ. Đây là lời của ông thiếu tướng lục quân Mỹ Lương Xuân Việt đã nói. Người thân của phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn cũng chia sẻ thêm khi ông được thăng tướng như sau. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Kim Hương, phu nhân của ông Nguyễn Từ Huấn. Tôi rất vui và rất hân hạnh, anh ấy luôn mong ước được thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho nước Mỹ. Ông Jack Lee, thiếu tá lục quân Hoa Kỳ, chia sẻ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tấm gương, cống hiến và vượt khó của tân đô đốc Huấn như sau. Tôi nghĩ anh ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tuyệt vời. Quý vị biết đấy, để trở thành sĩ quan cấp tướng trong hải quân giống như tìm kim đáy biển. Điều này không dễ thực hiện. Anh ấy là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt được thứ hạng đó và tôi chắc chắn rất nhiều người Mỹ rất tự hào về anh ấy. Đó thật sự là một niềm vinh dự. Và đây là chia sẻ của ông. Và phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn đã từng làm việc tại tàu sân bay USS Kitty Hawk và là và ở các chiến trường khác như Iraq, Afghanistan, và đặc biệt ông đã được thưởng rất nhiều huân chương của Hoa Kỳ. Và đây là những thông tin tiếp theo. Đây là chính là chiếc hàng không mẫu hạm USS Kitty Hawk mà nơi ông Phó Đô đốc Nguyễn Từ Huấn đã từng làm việc ở đây. Trước khi được thăng hàm Phó Đô đốc, ông Huấn đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như sĩ quan thử nghiệm về tính khả dụng của tàu sân bay USS Kitty Hawk tại cơ sở sửa chữa tàu Yokohama, sĩ quan phụ trách cơ sở sửa tàu đặc biệt đội 113. Ngoài ra, ông từng là giám đốc điều hành kỹ sư trưởng tại văn phòng phụ trách về thiết bị nổ, cải tiến điều khiển bằng sóng vô tuyến tại Iraq, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Troy, quân đoàn 18 và quân đoàn 5, kỹ sư Crew cho lực lượng đặc nhiệm Paladin, và từng làm công tác tại Afghanistan. Trong số các thành tựu ông đạt được có huân chương danh dự Legion Grand, huy chương Bronze Star cùng nhiều huy chương danh dự khác của Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông Huấn nói, Hoa Kỳ là một ngọn hải đăng soi sáng hy vọng cho tất cả chúng ta. Không có nơi nào khác trên thế giới mà một người có thể đi tìm được cơ hội như vậy. Để chia sẻ của ông như vậy. Và gần đây, Việt Nam đang đứng trước sự đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc khi họ liên tục đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát. Việt Nam không thể một mình chống lại một sức mạnh quân sự lớn như Trung Quốc. Như vậy, Việt Nam cần có những sự hợp tác lớn hơn với Hoa Kỳ, và chắc chắn những cái điều này sẽ thuận lợi khi những sĩ quan người gốc Việt làm việc trong quân đội Hoa Kỳ. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy gần đây nhất, đó là việc ảnh trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Nam Á Thái Bình Dương David Steele đã nói. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích hành động bắt nạt và đe dọa của Trung Quốc đối với các chương trình khai thác dầu khí lâu dài của Việt Nam. Bản thân Việt Nam cũng đã kiên quyết công khai kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Thêm nữa, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã xác định Việt Nam là một đối tác chiến lược tiềm năng. Và đây rõ ràng là việc Mỹ đã ủng hộ Việt Nam trong cái việc chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Và những sĩ quan cấp cao trong quân đội Mỹ là người gốc Việt thì điều này sẽ thuận lợi cho việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ hàn gắn chiến tranh dành cho các bên thua cuộc sâu rộng hơn và thực chất hơn nữa. Đó là các nhân viên và các binh lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và hình ảnh chúng ta có thể thấy được chia sẻ gần đây nhất, đó là việc Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Daniel viếng Nghĩa Trang Biên Hòa vào năm 2018. Và đây là một cái dấu ấn và một cái bằng chứng cho việc hàn gắn chiến tranh giữa hai nước cũng như bình thường hóa quan hệ. Và điều quan trọng nhất mà Việt Nam cần làm để trở nên hùng mạnh và chống được sự xâm lăng từ Trung Quốc thì người đứng đầu Đảng và nhà nước là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đầy đau khổ, đổi mới triệt để về chính trị, chuyển tiếp đất nước sang thể chế dân chủ, đem đến tự do và công bằng cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thoibao.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất với những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn, Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.